Vẫn phấn chặt nhưng mà có cái nó dài ngày là mình không thích ấy. Nhưng mà nhìn lá to thế bà nhỉ. Lá to đấy, thế là mình không thích. Ấy. Mới đầu cấy là được ba luống kia nhưng mình bỏ cái thôi. Mua 350 nó hết rồi. Thế mới lại quay đấy. Cũng to nhưng mà nó cứ bị sùi sùi cái gì. Con giả nó hết phí, có ăn nhiều đâu. Thank you.
anh đạt. Giờ bà đang buộc nghìn con, bà đang nghìn con thì bà chuẩn quá. Em bán cho bà ấy đầy lần đi thì nó hỏi bà ấy như vậy. Thôi sao thôi. Có chưa? Lại chưa hết chút. Bảy sáu nghìn.
làm đồng tổ quê. Thank you.
vào đã. Luôn đấy. Đang làm gì? Hả? Đây thìa con ăn, con ăn. Có chín. Bà bao một tí ăn sao? Cun. Cun. Tối hôm nay lại có ma bắt. Ui. Đừng là bao có làm mất. Là trước con gặp ma rồi ở Việt Kỳ. Ghê quá. Đấy, gặp ma con ma ghê quá. Ghê. Quân quân, cho em mượn cây thế. Có bá rồi nha. Đâu đổ đâu con ăn đi ăn đi ôi ăn đi. Ăn nữa không? Phải lấy cho mình mấy á? Hả? Trò này nhá, mang về nhá. Muốn trò đâu? Đây, đồ chơi này. Phải dép đâu? Chắc là phải được kia. Thank you.
Thank you.
nhé. Nghĩ cho mọi người ngon cháu đây. Cháu cần đồng bạn. Hả? Cháu cần đồng bạn. Vẫn còn treo cái ca ở xe 20 lấy 18 là rẻ. Hôm đây thì không ngã sớm thì muộn luôn. Thế được. Ăn cái ăn riêng cái này được ngã. Yeah.
quay cả bảy yến đang quay quay hết bảy yến từ mấy giờ chết đã qua đến chiều kia nó chả quay được ăn cái tàu là chuối vào hết rồi cái tàu là chuối vào quán là mình dùng vãi là nhiều quý đi chủ cái nhà bao tiền hai chủ cái nhà gì được rồi để tao ra quán ăn tao điện tao gọi lại cho mày nhé. Con cho 7 lạng cạo hộ ấy. 7 lạng nhiều. Thank you.
dụng mẹ hết.
Còn mấy người em cái nhá. Vâng. Để cái nào cho đá nào. Ừ. Nên mẹ đưa. Vâng. Ăn chưa? Hả? Chưa sao?
Thank you.
Thank you.
ơi. Ăn nó là xay. Ôi giời ơi, cô quá xinh đẹp. Xay bà ơi, bà ăn xay á. Xay bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi, đi vào đây, vào đây tí để ba cho cái này nhá. Ô tô đi, ô tô. Thank you.
không?
cây Vân ơi. Grrrr.